Công việc làm ăn của mày dạo này sao rồi Lu? Cũng ý đều rồi mày ơi, chán tanh nè, chán muốn chết luôn á. Nói thiệt với mày, nhiều lúc tao muốn bỏ hết cho xong. Gì hả? Ừ, thôi bây giờ tao mày đi kiếm nghề khác làm đi được không Lân? Chứ ngồi bán vịt lộn ngoài sống không có nổi. Ngày nào mà bán ý, y như rằng ngày đó ăn vịt lộn chết cha luôn. Vậy chứ giờ làm nghề gì bây giờ được Lu? Đi làm ăn cướp đi, ăn cướp. Ha, tao mày đi giật đồ đi, được không? Hay tao mày đi bắt cóc trẻ con đi, được không? Tao nghe nói bán mày cũng có giá vậy lắm á. Mày bị điên không vậy Lu? Mày kẹt tiền tới nỗi phải nghĩ ba cái chuyện bắt cóc luôn hả? Mày có biết làm vậy là tội lỗi lắm không? Mày đi. Vậy thôi mày làm một mình đi. Mày đừng có tưởng tao không dám làm mình. Vì đồng tiền tao có thể bất chấp tất cả, mày im đi. Thử tới lúc mày có con đi, mày sẽ biết cái mùi bị bắt cóc là như thế nào. Mày nói vậy là sao hả Lân? Mày nghĩ sao vậy? Bộ từ nãy giờ mày tưởng tao nói thiệt hả Lân? Mày là bạn thân của tao hả? Tao nói gì mày cũng tin nữa. Dẹp đi. Dẹp cha mày, cái đồ điên. Đồ mát, tao khều mày chơi thôi chứ nghĩ sao mà tao làm mấy cái trò đó hả mày? Hả cái thằng khùng. Vậy giờ tao với mày đi ăn xin ha. Từ bán vịt lộn xuống tới ăn xin, mày thấy có ổn không Lân? Tao thấy cũng bất ổn lắm. Vậy thôi, tìm đường khác đi mày ơi, tìm nghề khác mày đi. Gì? Không có một cách để đầu tư, biết làm cái gì giờ? Chán. Thôi mày đừng có chán nữa. Ngồi đó than chán hoài giải quyết được quần gì mày? Bây giờ mày móc trong người mày nhắm có biệt tài gì mày nói tao nghe coi Lân. Tao biết hú. Hú hả? Hú đi bị lú á con. Ha, không có kiếm được tiền đâu. Ráng suy nghĩ coi mày biết làm cái gì, có biệt tài gì. Tao hả? Biết cua gái, biết chơi game, biết sửa chữa nữa. Ê, mày nói mày biết sửa chữa là sửa chữa gì Lân? Hả? Hả? Sửa chữa cái gì? Thì tao biết sửa chữa điện thoại. Gì? Mày mà cũng biết sửa chữa điện thoại này thôi, xạo quá má ơi. Xạo. Tao mà xạo tao con mày á. Vậy để tao kêu ba ra lấy cái iPad cho mày sửa thử ha. Được không? Quỷ. Thôi. Hả? Thôi. Có được không? Nếu được tao mày mượn vốn của ba mở cửa hàng sửa chữa điện thoại. Thôi, lỡ sửa không được tiền đâu mà đền hả? Thì cứ thử đi. Mày đợi xíu, để tao kêu ba ra. Ba nghe hàng Lu nó cũng biết sửa điện thoại phải không Lân? Nó xạo mà. Thôi con đừng có giấu nữa Lân à. Thời buổi bây giờ kiếm một công việc khó khăn lắm. Con đâu có giấu gì đâu. Có thiệt không? Không có thiệt. Là sao? Mày nói xạo phải không? Mà cũng không có xạo. Là gì mày? Có nghĩa là con nói thiệt. Có nghĩa là con biết sửa điện thoại phải không? Ba cái đồ quỷ đó con búng tay cái là xong. Ba có cái iPad đang bị hư nè, con sửa giùm được không? Không. Sao vậy? Con biết sửa điện thoại kêu sửa giùm cái iPad không sửa là sao mày? Không có sửa giùm, có tiền mới sửa. Trời đất ơi, mày tính toán với tao luôn hả Lân? Ừ. Người trong nhà mà mày cũng tính toán với tao. Ừ, không thích á, đem cái chỗ khác sửa đi. Nghe, Lân không có rảnh. Cái này là cái iPad bị hư của ba đó hả? Đúng rồi. Thôi đem giục luôn đi. Giục đi. Sao vậy? Mày sửa được chứ gì? Nhìn sơ tới khỏi khui cũng biết là hàng Trung Quốc rồi. Lân không có thích sửa hàng Trung Quốc. Lân chỉ thích sửa hàng chính hãng thôi. Giục nó luôn đi. Công nhận mày tài thiệt á Lân. Nhìn là biết hàng chính hãng, hàng Trung Quốc luôn mới ghê. Đây là hàng chính hãng nè, con xem giùm ba coi sao tự nhiên lâu lâu nó cứ chớp chớp hoài à. Dễ mà. Vậy làm sao? Ừ, nó chớp chớp rồi chắc tại vì nó gần hết pin. Rồi giờ sao? Lấy cục pin vô sạc đi cha nội là lên hả? Thiệt không? Là nó không có chớp gì đâu. Xài gì cũng không biết đâu, xài cái cù bắp đi cha ơi. Uồn Lân hay thiệt, vậy mà nó cũng sửa được. Hầm hố không à. Vui quá Lân ơi, ba đã chịu cho mình mượn vốn làm ăn rồi Lân ơi. Phải công nhận mày tài thiệt đó Lân. Điện thoại mà mày cũng sửa được nữa hả? Trời, chuyện bình thường. Ủa, ghê thiệt luôn á Lân. Ghê quá được đi. Thôi, bây giờ tao đang phân vân. Phân vân gì? Không biết nên đặt tên cửa hàng mình là gì đây bây giờ luôn. Quy Dũng Mobile. Cái tên này đẹp á Lưu. Vậy mình nghĩ bán vịt lộn nha Lân. Còn hỏi. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.